Liên quan đến y tế, mới đây nhờ thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện phụ sản thành phố Cần Thơ và bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mà một nữ bệnh nhân 50 tuổi ngân tuần hoàn hô hấp được cứu sống kịp thời. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận thông tin từ bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ thông báo chỉ một bệnh nhân nữ 50 tuổi địa chỉ hậu giang đột ngột ngưng tuần hoàn hầu phổi nội soi buồn tử cung ngày thứ hai lúc chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch hôn mê Quyết áp thấp dù đang sử dụng các thuốc dần mạch liều cao, suy hô hấp nặng. Do không có thông tin từ tuyến trước, nên khi bệnh nhân vừa đến viện, bệnh nhân được xử trí cấp cứu kịp thời. Sau các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hở van ba lá, tăng áp phổi, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, toàn chuyển quá nặng. Bệnh nhân có chỉ định lọc máu liên tục, theo dõi quyết động, điều trị tình trạng nhiễm trùng, dinh dưỡng, thở máy. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định dần, được ngưng thuốc vận mạch, ngưng lọc máu liên tục, đã cai máy thở và rút nội khí quản thành công. Và đặc biệt, tri giác bệnh nhân hồi phục tốt, hiện bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và không có di chứng thần kinh sau ngưng thuần hoàng.